Nếu anh em đang có nhu cầu thử vận may nhận ngay VIP, ok, hãy đến với shop misu.com, shop tag duy nhất và chính thức của mình. Đường link của shop thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em nhé. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm qua mình cũng có review anh em những cái phần quà trong cái sự kiện Giáng sinh rồi. Chúng ta sẽ có rất nhiều phần quà nhá. Và cũng có rất nhiều bạn chúng ta cũng thắc mắc với mình là cái cách thức để chúng ta nhận quà ra sao. Thì trong video tiếp theo ngày hôm nay mình sẽ trả lời những cái câu hỏi này của anh em nhá. Ok, và đầu tiên thì chúng ta sẽ truy cập vào cái mục sự kiện xem hôm nay chúng ta sẽ có sự kiện gì hot nhá. Và đầu tiên đó chính là chỉ cần chơi game là sẽ có quà nhá. Ok, và cái sự kiện này thì chúng ta bắt đầu từ ngày 11 tháng 12 đến ngày 18 tháng 12 nha anh em. Ở đây thì hôm nay chúng ta chơi 10 phút nhá là chúng ta sẽ nhận được cái hộp này nha anh em. Và đừng nói cái hộp này, chúng ta mở chúng ta trúng cái set sắc sống nhá. Wow, cái set sắc sống thì có rất nhiều bạn chúng ta nhận được rồi, nhưng mà mình mặc thì cũng thấy khá là xấu đấy anh em. Ok, tiếp theo thì chúng ta xem có sự kiện gì nữa không nhá. Và tiếp theo chúng ta có sự kiện quà cập nhật OB19 này. Thì hôm qua anh em nào mà chúng ta chơi đấy, chúng ta chỉ cần chơi 15 phút thôi là chúng ta sẽ nhận được quà nhá. Ở đây thì hôm qua mình có chơi có hơn 10 phút thôi, mình trải nghiệm một số cái chế độ mới anh em. Nói chung là phiên bản này chúng ta có khá là nhiều chế độ mới nhá. Không biết là cái cảm nhận của anh em về cái chế độ này nó như thế nào thì nhớ comment xuống phía dưới nhá. Ok, và đây là cái sự kiện Giáng sinh ở server nước ta nhá. Và bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái sự kiện Giáng sinh ở server nước ngoài và cái cách thức đổi quà của server người ta nhá. Ok, và ở đây thì skin súng anh em. Và mình đang thấy là chúng ta có skin súng M40 Giáng sinh này. Skin này thì có rất nhiều anh em chúng ta cũng thích luôn, nhưng mà bên server chúng ta thì không có nhá. Bên server chúng ta thì có Spart 12 này, Groza này và M14 anh em. Đấy, nói chung là bên server nước ngoài chúng ta có 4 skin súng, còn server nước ta thì chúng ta chỉ có 3 thôi nhá. Ok, và tiếp theo khi chúng ta chơi 20 phút này, 40 phút, 60 phút, 80 phút và 100 phút nhá, chúng ta sẽ nhận được một cái gói đồ Noel vĩnh viễn anh em. Đấy, và nếu mà diễn ra ở server nước ta ấy, theo mình nghĩ anh em, ở server nước ta thì chúng ta đang thấy có 3 bộ trang phục Noel nhá, thì chúng ta sẽ được nhận một trong 3 bộ trang phục nhá anh em. Đấy, nói chung là cũng khá là ngon nhá. Ok, và tiếp theo thì chúng ta được nhận những cái skin súng này, nhưng mà có thời gian thử nhá anh em. Đấy, như là SK này, M1014 này, M10 này, M4A1 và khẩu súng AK nhá anh em. Đấy, nói chung là chúng ta có thời gian thử trong 15 ngày nhá anh em. Wow, rất là ngon nhá. Chúng ta được thử trong 15 ngày liền anh em. Đấy, ở đây là những cái sự kiện Giáng sinh bên server nước ngoài mình review trước cho anh em nhá. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay lại với sự kiện Giáng sinh bên server chúng ta nhá. Đấy, chúng ta cũng có rất nhiều phần quà nhá anh em. Và cách thức đổi quà ấy thì cũng tương tự như server nước ngoài thôi. Ok, và đầu tiên thì chúng ta đến với phần quà, đó chính là skin xe túc cúc Giáng sinh này và một cái skin lựu đạn người tuyết nhá. Ok, và như anh em đang thấy ấy thì chúng ta có một cái kẹo Giáng sinh này và một cái hình cái chuông ở ngay bên cạnh nhá. Theo mình nghĩ ấy thì trong cái sự kiện Giáng sinh này chúng ta sẽ đi thu thập hai cái vật phẩm này nhá để chúng ta đổi quà anh em. Và hai cái vật phẩm này ấy theo mình nghĩ thì chúng ta sẽ nhặt được trên bản đồ như những cái sự kiện trước thôi anh em. Đấy, nói chung là cũng khá là dễ thôi. Ok, và ở đây thì mình thấy có thêm một cái ván lướt Giáng sinh đấy, cũng khá là đẹp, nhưng mà nó chỉ hiển thị ở bên ngoài thôi nhá, trong đây thì mình vẫn chưa thấy anh em. Ok, và tiếp theo thì chúng ta có bộ trang phục Noel của nữ này. Ở server chúng ta ấy thì chúng ta có 3 bộ trang phục Noel nhá. Và theo mình nghĩ thì chúng ta sẽ được chọn một trong 3 bộ trang phục này nha anh em, chọn free luôn đấy. Ok, rất là ngon nhá. Ở đây khi mà chúng ta nhấn vào phần tới luôn ấy thì chúng ta vẫn chưa biết được cái chi tiết nhá. Ở đây thì mình sẽ truy cập vào lại cái sự kiện nha anh em. Đấy, và tiếp theo chúng ta đến với phần quà, đó chính là skin súng nhá. Skin súng thì chúng ta sẽ được chọn một trong 3 skin súng này nha anh em. Và theo mình chọn ấy thì chúng ta nên chọn là Spart 12 này hoặc là Groza anh em thì khá là ngon nhá. Ok, và tiếp theo thì chúng ta có một skin của trợ thủ Vanda nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ nhận từ mã gift code của Shopee nha anh em. Đấy, anh em cũng có thể đọc nhá, 500 triệu Việt Nam đồng anh em, gift code Shopee này. Đấy, ok. Và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một cái phần quà mà cũng có rất nhiều anh em chúng ta hỏi mình, đó chính là sự kiện nhận 9.999 kim cương nhá. Thì chúng ta sẽ hoạt động như thế nào nha anh em. Ok, và sự kiện nhận 9.999 kim cương ấy thì như anh em đang thấy chúng ta sẽ có một cái hòm hình cái chuông ở phía đằng sau nhá. Ở đây thì cái sự kiện Giáng sinh diễn ra này thì chúng ta sẽ nhận được cái hòm này nha anh em. Và chúng ta mở này thì sẽ có cơ hội chúng ta trúng được 9.000 kim cương nhá. Ở đây là cơ hội cho anh em, nhưng mà nói chung là chúng ta mở mà có cơ hội chúng ta trúng tới 9.000 kim cương là mình thấy cũng khá là ok rồi nhá.
Và nói chung là cái sự kiện Noel quà như thế này thì mình thấy cũng khá là ok rồi. Đấy, rất nhiều phần quà cho anh em cày cuốc nha. Đặc biệt nhất là chúng ta có sơ kiên xe có hiệu ứng này, đó chính là xe tốc cúc Giáng sinh nha anh em. Đấy, rất là ngon luôn. Và khi mà chúng ta cập nhật phiên bản mới ấy thì mình thấy là cái phông chữ anh em thì nó có xấu hơn nha. Ok, và tiếp theo thì chúng ta có một số ở cái giao diện trong trận ấy, cái nút bắn anh em, mình thấy cũng khá là hay nha. Tại sao Free Fire chúng ta lại thay đổi cái nút bắn như thế này nhỉ? Và khi mà anh em chúng ta vào trận chúng ta chơi ấy, thì chúng ta loot được một khẩu súng này, chúng ta bật ống ngắm lên thì rất giống trong PUBG luôn anh em. Ở đây là mình không phải là mình so sánh gì đâu nha, nhưng mà Free Fire phiên bản mới này ấy rất là giống PUBG luôn. Đấy, ok, anh em nào mà chúng ta từng chơi PUBG ấy thì chúng ta cũng thấy giống đúng không? Khi mà chúng ta loot được một khẩu súng này, chúng ta bật ống ngắm lên ấy thì cực giống một cái ống ngắm trong PUBG luôn. Ok, ở đây là không phải là mình muốn so sánh hay gì đâu nha anh em, vì nó cập nhật cực kỳ giống luôn nhá. Ok, và tiếp theo thì chúng ta đến với cái vòng quay vàng này. Vòng quay sẽ không có gói disco đâu nhá. Đấy, chúng ta sẽ có một cái gói chiến binh không gian này, cực kỳ đẹp luôn nhá. Ok, và đây thì hôm qua mình cũng có quay hơn 10 vé, mình đã trúng rồi. Đấy, rất là ngon này anh em. Ở server nước ngoài thì chúng ta vẫn có gói disco nhá, không phải là gói này đâu nha anh em. Riêng server chúng ta thôi, chúng ta mới có gói này nhá. Ok, rất là ngon anh em. Đấy, và bạn nào mà chúng ta chưa quay trúng bộ trang phục này ấy thì anh em chúng ta cày vàng này, chúng ta vào và chúng ta quay thôi. Theo ý kiến riêng của mình thì cái bộ trang phục này cũng khá là đẹp rồi, đẹp hơn cái bộ trang phục mà lần trước mình review cho anh em nhá. Ok, và chắc có lẽ video của mình cũng kết thúc tại đây thôi. Và bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo này hay hơn và bổ ích hơn nhá. Bye bye.